Hello, xin chào các bạn nha. Các bạn đã quay lại với channel của mình, tiếp tục cái video này. Thì mình sẽ bay lên một tấm ảnh mới theo phong cách cổ trang. Đây thì mình sẽ có bức ảnh như thế này. Mình sẽ mở cho bạn xem. Ở đây mình sẽ mở màn hình của Photoshop nhé. Adobe đang chạy lên chạy lên nè. Ok, các bạn có thể quan sát cái bức hình nó như này. Đây. Đây là một bức ảnh mà để ý là chụp ở một cái quán cà phê với màu chủ đạo của bạn nữ này là một cái váy váy hồng màu cúc, da thì không có trang điểm nên nó hơi nhợt nhạt thế nhé. Rồi đây là hình blush. Hôm qua mình sẽ hẹn nhận là một tí á, một lát mình sẽ hẹn xuống một tí thôi. Đây sẽ mình sẽ thay đổi màu của bên cửa một tí. Rồi. Đấy. Giờ bạn nó được sinh động hơn rất là nhiều. Bạn anh bạn bao nhiêu vừa được bơ không, bạn bao nhiêu được anh không đây hai tám dùng cái dạng. B10 là cao nhất.
Ok, bây giờ mình sẽ truyền hình cho nó một tí nhá. Cái color này đường một tí nhá. Rồi, cái này chúng ta sẽ đưa lên cái này. Đây cũng đưa một tí về như thế này được. Open mode. Rồi bây giờ mình sẽ rồi mình sẽ bấm open. Chia của bản mẫu này nó hơi hơi nhắc, hơi thô, mình phải xử lý một tí. Đây sẽ dùng chế độ mình dài ai rồi mình sẽ đánh đều nha, đánh tới đâu rồi gì mình ở đó ha. Tất cả các bức nhang màu màu nó cũng chảy đi luôn, bắt cái gì nữa.
Rồi xong rồi. Ok, chúng ta sẽ đánh cái phần bên này nữa nha. Đây sẽ đánh đều phần này chung. Đánh chỗ mặt mình nè cho nó chẳng đều lại chỗ này. Thấy nó ok rồi đúng
Rồi ok. Đây bác sĩ á. Thế nữa hả bác tin. Mình chỉ xóa cái chỗ này giữ này, đỡ lại bắt đeo cái chuẩn thôi. Chúng ta chụp y cái chuẩn đi.
Rồi ok, mấy bạn thứ hai, ta sẽ đến với bạn thứ hai. Đúng, đây là bức ảnh tiếp theo nha.
Ok, một bạn phim mì rồi nha. Đó, ok. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu bóc lên. Ok, để bây giờ mình sẽ xử lý nhé. Rồi, mình sẽ bật lên cái nữa. Dạ, ok.
vẽ xong một cái bức ảnh phim rồi. Cái này là màu chủ đạo nó màu phim mà cũng đơn giản không. Ok, bữa ăn này xong rồi. Giờ mình sẽ ghép hai bữa lại với nhau. Rồi bữa chọn bao nhiêu? Tôi chọn với cái 177, chọn một cái ghép. Tôi cần chip in nữa. Yes. Bên này cũng có cần cho chip in nó lại.
Giờ mình sẽ ghép các bạn lại với nhau nha, thì nó cũng đơn giản thôi. Bạn có thể thấy như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ xem nó biết chữ nó nha. Rồi thêm màu nữa. Rồi bây giờ mình sẽ thêm một cái sắc mà bên ngoài ha. Thế màu đen hoặc là màu vàng cũng được. Hai bức ảnh phim màu khác nhau á,
bộ ảnh màu hồng nhất là bộ ảnh nó trong hỗ trợ hơn, mọi thứ hai bộ ảnh nhẹ với màu phim hơn, các bạn hãy đánh tham khảo nhé.